Đây, đồ của em nó đã lên đây. Hôm nay vừa mới nhập hàng lên. Rồi, lấy cái kéo để thấy đã. Xem gạch nó ra xem là trong này nó có cái gì. Đấy, hôm nay có đồ cho em nó rồi đây. Xem nó này là cái gì. Cậy nó ra xem nào. Bóc ra xem nó là cái gì. Lại có đồ. Đây là em đã có đồ chơi. Trời ơi, bên trong chẳng có cái gì cả. Đó là cái hộp to thế này. Đây rồi. Một cái găng tay. Xem còn gì nữa. Xong cái bên kia hết rồi. Nhẵn rồi. Cái găng tay này 500 nghìn chỗ này đấy. Được có một kẹo teo này thôi. Đồ này có những cái gì. Để đây cái móc này để làm cái gì cái móc này. Một cái móc này. Đặt trên mạng ấy. Một cái vuông này. Còi này. Dây này dây gì nữa. Dây dù. Cái này chắc là cái thít chân này. Thít chân này. Thít chân. Đây có chuông nữa này. 2 quả này. 3 quả này. 4 quả này. Cái dây gì này. Cái này là cái dây dày. Đây dây dày nữa này. Cái chụp mũ này hết. Chả còn gì. À đây mấy cái dây lịt nhựa này. Mấy cái còi. Còi này mới để dạy chim à. Thử thổi phát nào. À được đấy. Kêu to. Giờ thử xem nào. Bay không. À, thì trèo lên nào. À, trèo lên 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 được lên 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 lên. Cái dây này chưa biết đai kiểu gì đây. Đã sắm đồ cho em nó lên đồ đây. Phải xích nó vào nó giờ nó đang tập bay ấy. Đang tập bay đấy. Bay là kia mất rồi. Lên tay, lên tay, lên. Ai đó. Cá phết, bay mất. Nó đang tập bay nó còn chưa biết sải cánh như nào đây. Đấy. To này. Sải cánh bây giờ cũng được à. Ôi vẫn đang nông bút này. Đây cánh tay của mình đây. Đấy, có cái này phát là đỡ hẳn đi. Đấy có đồ mới.